Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái một tính năng mới của tool Mercurial, đó là tính năng về nick. Đây, nick. Cục nick này ấy, thì nhiều khi là mình đang bắt đầu vào một cái nick nào đó, mình không biết là mình vào nick nào. Ví dụ như kiểu là mình đang cần phải thiết kế hoặc là mình đã bắt trend gì đó thì mình vào một nick. Trong một nick này cũng giống như là một tìm kiếm keyword thôi. Ví dụ như là các bạn cần tìm một cái keyword gì đó, ví dụ như là ví nói như của người ta ví dụ như chó mèo vân vân. Còn nếu không biết đã đang định tìm gì thì đây hiển thị rất là nhiều các cái nick nói chung, và càng cái chữ nó to lên bao nhiêu thì là càng nhiều các hình ảnh được đang là sử dụng nhiều bấy nhiêu, nhiều thiết kế càng được nhiều thiết kế là nhiều bấy nhiêu. Ví dụ như như tôi đang không biết cái nick nào đây, tôi biết từ khóa này đang có rất nhiều người dùng đấy, kích vào tôi sẽ biết ngay được đó xem là trong cái thiết kế này trong cái từ khóa này bao nhiêu thiết kế, bao nhiêu người bán được đấy. Đấy, quay trở lại ở mục nick này cũng phân chia ra như gọi là mục tìm kiếm từ khóa thôi. Ở đây nhiều khi là mình muốn xem ở những cái như mình hay thích xem cái mục remove này. Mục remove này thường ấy, thì là nó liên quan đến vấn đề bản quyền hoặc là những vấn đề ví dụ như chính trị hoặc là vấn đề nhạy cảm gì đó mà hay bị ban tài khoản đấy, hay ban tài khoản nhưng đã bị remove chắc chắn là bị xóa áo rồi đấy. Mà việc tìm cái remove này ấy, nó phù hợp cho những người mà đang chạy ad. Vì chạy ad này rule của bên mạng nó khác với rule của bên các platform và cũng khác với cả Facebook hay là Google Shopping vân vân. Đấy, nên là mục remove bên này có nghĩa là vi phạm bên này nhưng chưa chắc đã vi phạm ở bên kia. Đấy. Đây ví dụ như là các keyword gần đây bị remove nhất ví dụ như Tunki này, Thanksgiving này. Đấy. Là những áo đã bị remove ở Thanksgiving đấy chưa? Đấy, rất nhiều. Đấy, ở trong này thì vẫn có thể là bạn chọn là những cái ngày nó bị remove đi. Ví dụ như là 7 ngày trước này, đấy, remove trong 7 ngày nó có những cái nào, không có cái nào. Đấy. Thì chọn liver đi, liver cho nó nhiều. Remove ít hơn, ví dụ như 7 ngày trước này. Đây, trong 7 ngày, ví dụ như theo mình chọn một cái hướng dẫn như này. Vậy là 7 ngày gần đây nhất các áo đang sống. Đấy. Để mặc định này vậy nó sẽ là t-shirt thôi. Đấy thì có cái keyword nào đang được nổi lên. Đây keyword này nổi lên rất mạnh. Đây như mình đây chẳng hạn mình không biết đây là cái gì luôn. Rudolph Love là cái gì? Bấm vào xem. Đấy. Chưa? Ồ, bán tốt thế nhỉ? Ồ, rank tụt kinh khủng rồi. Vừa mới lên mấy ngày mà tụt ghê. Đấy. Đây là tìm nick. Tìm nick để mang để mình định hướng để làm một cái gì đó theo team của mình mong muốn. Tự nhiên là trong 7 ngày hôm qua, hôm nay các nhiều cái nào nhiều cái thiết kế được dùng từ khóa đấy thì nó sẽ được lên trên tool đấy. Thường là nick thì được lên trên tool thì bắt đầu từ lên chọn là 7 ngày bởi vì nó mới đủ độ to đấy. Giống như kiểu là vì sao mà phải chọn 7 ngày, vì giống như kiểu là hôm qua và hôm nay chẳng hạn nó có thể hàng nghìn áo lên hoặc mấy chục nghìn áo lên, nhưng mà mỗi một cái nó lại đi theo một cái từ khóa khác nhau, nó không dùng một từ chung đấy. Như cái này nó dùng một từ chung này. Đấy, trong 7 ngày có 12 cái từ chung này được lặp lại chính xác từ này luôn, chứ không phải là Jesus T-shirt hay Gip Big Mac gì, không phải. Đấy, nó phải chính xác từ này được lặp lại. Đấy, đây là về phần nick. Về phần nick thì nó cũng research như tìm kiếm như ở các bên như bên tìm kiếm keyword thôi. Đấy. Nếu mà muốn xem như là cái trend của cả tổng thể của cả Mac bây giờ thì ta nên chọn là all time, view all, đấy, tất cả thời gian đấy,
có thể chọn cái mục rank này ở mức ta mong muốn, ví dụ như là ở mức bán được nhiều chẳng hạn, đây đây bán được nhiều chỉ có hai cái thôi đấy, nhưng mà để mà xem để bắt trend hoặc là để bắt trend hoặc là để bắt các cái idea thì không khuyến cáo không nên chọn bán áo nhiều, bởi vì nhiều khi bắt trend mình phải bán từ lúc người ta chưa bán được thì mới gọi là bắt trend, khi người ta bán được quá nhiều rồi thì còn gì là bắt trend nữa đấy. Hoặc có thể chọn vào mục remove này, remove này là những áo đã bị xóa đi, đã xóa đi từ khóa được lặp lại chính xác, đã được xóa đi khỏi Amazon đấy, thì nó là cái mục ở mục remove đấy, rank từ 1 đến 1 triệu đấy. Ví dụ như là mình ví dụ thêm một cái nữa nhé, chọn một cái bất kỳ đi, cái Steam này là cái gì đây, Steam Tank Stone là cái gì đây, bấm vào xem đấy, áo này đã bị xóa đi, à áo này con gì xanh xanh này này, con green, ở phim green này đấy. Thì nhiều khi áo này mình nhớ là trên ẹp là ghê lắm, anh em chạy tung khói đây. Ví dụ như một cái áo khác đi, ví dụ như cái gì đây, ho cút là cái quái gì đây, đây bấm ho cút này là cái gì đây, à ho cút này là con vịt đấy, áo con vịt này bán cười luôn, nhưng mỗi tội là bị remove rồi đấy. Về phần nick thì mình muốn chia sẻ với anh em như vậy đấy, về nick trong mục nick thì nó chỉ có đơn giản như thế thôi, như hoặc là Among Us đấy, ví dụ như là cái Inspotted Among Us này, idea này mang chạy ad là đẹp luôn này đấy, ui xa. Đúng không, quan trọng là vector thôi, vector này redesign lại, rồi dành 20.000 này quê. Nhưng mà quảng cáo trên Facebook thì lưu ý là một máu me là phải dành cho những cái bạn nào phải có kinh nghiệm chơi rồi mới chơi được, nó máu me là nó hay bị từ chối. Ok.